cái dây này là dây dây đeo tan hơn trước. Ừ. Dây đeo tan. Cái dây này thấy là chắc ha, cột chắc ha. Cái giấy này là lồm trong thùng và giấy này là trong cái nhà thiêu đưa ra nha anh chị, đưa ra cái xe rác. Xong rồi chú lồm đưa vào đây. Và giờ xếp gọn lại mang bán. Nào vô nhiêu ký chú? 2000. 2000 ký à? Giờ sao thấy nó rẻ vậy ta? Có 2000 ký à. Đây là hai cái huyệt nha anh chị, hai cái huyệt nha, một cái nè. Bên đây có một cái nữa nè. Giờ là vừa rồi chú để đây mất hả? Mất hai bao dưới đây hả? Thiên hết hai đổ hai đợt á, hai đợt là hơn này. Ừ. Hơn hai con này đầy cái này thì dung lên luôn mà nó vô nó khiên hết trong nghĩa trang người mất cấp nha anh chị. Không chút lợm để đây tối vô nó chở đi lợm, nhưng mà nước nó mang đây nè, còn để trong bao luôn nha, còn để nguyên trong hai bao nó nặng lắm, nhưng vào có lẽ là nó khiên đi nó bán. Trong khu này xì ke nhiều lắm, xì ke tiêm chích nhiều lắm, cỡ này nó không lấy anh chị. Bởi vì 1.000, 100.000 một liều mà nhiều lúc nó có 50.000 rồi, nó phải kiếm làm sao được 50.000 để chơi một liều á. Cho nên cỡ nào nó cũng lợm hết. À, đây là một cái mộ nha anh chị ha. Đây là một cái mộ nha, đây. Cái đây là cái trần. Đó, đây là cái trần nha. Trên chỗ đó là treo tấm hình nha, tấm hình ha. Còn đây là một cái mộ nè, đây một cái mộ, bên đây là một cái, là hai cái ha, đây là làm kiên cố nè, đây kiên cố lắm đó nha, một nè, hai cái trụ nè, ba cái trụ nè, và đây một cái trụ nữa là bốn cái trụ đó. Và nhiều anh chị hỏi ở trong đây có sợ hay không, lúc trước chưa ngủ đây có sợ không? Nói chung thì gặp tất cả các cô chú ở đây rồi, lúc đầu họ vô còn sợ, sau này đâu có sợ đâu anh chị. Thì chắc chắn là có những cái linh hồn, nhưng mà họ tới thục lét hoặc làm gì đó thôi, chứ còn đâu có đánh đập, đâu có làm gì đâu. Cũng thấy có người mặc áo dài đi qua đi lại, rồi cũng thấy người ngồi đó. Nhưng đó chỉ là những linh hồn, họ không hại đến ai cả nha. Có, chắc chắn là có rồi, nhưng mà không bao giờ làm hại đến ai cả. Đây, sáng nay chú mới lượm rác trong cái lò thiêu ra, cho nên là được trình đây đây. Cái võng chú cắt rồi hả? Cái võng dẹp rồi. Trước treo cái võng đây người ta hay vào đây ngủ, ngủ nhờ á. Người ta ngủ nhờ xong người ta quan sát hôm nay có cái gì rồi họ vô ngủ nhờ đây đó. Nói chung là phân dụng dẹp, biết dọn phân dụng bài chi mở rộng dẹp luôn. Dạ, lúc trước thì ông chú còn ăn còn ngủ ở đây luôn, nhưng mà sau này thì ông thuê phòng trọ tối và ngày ở đây thôi, tối về nhà ngủ, mà cho người ta ở nhờ thì người ta không có sạch sẽ. Rồi nhiều lúc cho người xấu ở nhờ vô họ coi trong đây có cái gì, có cái thứ gì đó, là coi như là ông chú cũng về là nó lái xe đạp xe máy nó chở đi hết. Ví dụ như đây này, một lần đổ này, một lần đổ trong cái lò thiêu này đó, trong cái bãi rác của lò thiêu đổ chừng đây đúng không, chừng đây. Nhưng mà ông chú cũng dồn được hai lần, ông dồn được hai lần là hai cái bao này ông chưa đổ nước đâu nha, trong cái bao đó còn nước nó nặng lắm, ông cắt dưới đây. Rồi, ở xung quanh đây con nghiền nhiều lắm.
tối nó tới nó chở đi, nó chở đi nó phải đổ nước ra, đổ nước ra nó bán là khoảng 100.000 cho mấy nhựa mà. Một bao nặng như vậy, nước nó nặng thôi chứ còn nhựa đâu có bao nhiêu đâu, còn mấy ký à. Đó nó cũng lấy. Cho nên trong cái nghĩa trang này bị mắc vặt rất là nhiều. Giữa lúc hai người làm chung á, hai người làm chung mà một thằng bạn nó lên cơn nghiện đó, nó lấy điện thoại, nó lấy những cái gì mà có thể bán được nó lấy đi bán. Nó mua thuốc, nó chích cái lá rồi về tính sau. Đây nước là ông chú đổ nước ra nè, đó. Cái nước đây nè, đổ trong mấy cái chai nước ra nè, nó mới trong veo, nó sạch sẽ đây nè. Lúc trước thì ông chú cũng ở đây, bây giờ thì ông về thuê phòng trọ ở rồi. Ở trong này nó đói, dở cơm xuống chỗ ăn, xài về ăn nước nó mà xách vô cho nó tắm luôn á. Nếu mà nó ăn xong nó để vô luôn, nó không rửa luôn. Phải con bé kia không? Con bé đó, đó. Mà ban ngày thì nó vô nó gác cây cho mấy thằng cắt cây chở trong này đó. Dạ. Má nó vậy á. cho ít đâu, lần cho 50.000, 100.000, 30.000 cũng có. Lần cho 100.000 nữa là nó nói con xin cho con 100.000 nữa, từ đây con không xin nữa. Rồi không xin nữa cái bữa đó. Là cái như hai bữa là đổ dồn như chai đó. Là nó bốc nó đi bán chứ gì đó. Nó bán là nó bỏ đi luôn tới nay nó không về đó. Không ở nữa đó. Rồi chỉ nó lấy nó bán thôi. Thì đúng con bé đó, à sợ nó cả anh chị. Con bé đó nó mà lên cơn nghiện rồi đó thì thôi, nhìn bề ngoài nó mập mạp tròn trị lắm, nhưng mà lên cơn nghiện rồi ai thuê nó cứ chặt cây vác cây gì nó cũng làm cả. Rồi nó đi làm cho người ta đến cơn nghiện rồi đó là nó lấy điện thoại ra đi bán luôn, không kịp trở tay với nó luôn. Một cái điện thoại lấy nó bán 300-400 ngàn, 200 mấy ngàn chứ mấy. Bữa nó bán 200 mấy, chú nó về nó gửi cô 150 á. Bữa nó lấy điện thoại nó bán mấy trăm ngàn á, nó chích xong một liều đúng không, nó còn ít tiền nó mang về gửi bà cô 150 á. Tại thằng đó cũng trâu vịt nó nhiều lần lắm rồi. Chắc là giữ cây giữ đồ cho nó đó, mà không trả tiền nó quá, không trả tiền cho nó đó. Nó quê nó có lấy từ á. Tôi nghĩ đi, cái cây nó cắt xuống rồi bắt đầu họ giữ nó không biết bao nhiêu ngày, không biết mình không biết thiệt. Nó giữ đã đầu là cái độ mà cái nó cũng đưa tiền cho ăn cơm rồi, sau này cái nhỏ đầu tiền cái ngang cắn dọc cái hết tiền luôn, không lấy được cách nào luôn. Nó không có tiền chích mới đứa lên nghiện, mà không có tiền chích thì phải đi lấy tiền. Ủa, mẹ mình cũng thương nó. Nó cũng ra như thêm út mình. Thấy như vậy thì thấy tội. Không có chỗ ăn chỗ ở thì sao ở trong này. Ở trong này làm ráng là làm có tiền để dành có ăn. Để mà ai nhà mình tưởng nó không xì ke, nó cũng có xì ke. Cái vướng vô đó là cái như má nó ra. Không có tiền ăn là sao có tiền chết. Mà may mấy đó nó xì ke mà nó tròn, nhìn nó tròn chịu quá ha. Trời, nhìn nói chung là nó cho đủ thuốc à, đủ thuốc. Mà nó tròn trịa à, nghĩa là chơi đủ cử, người nó còn khỏe, người nó tròn trịa, còn nó thiếu thuốc rồi là giờ con mượn nó rút cũng nhôm mà. Nói chung ở trong những cái nhà thế này đủ. Cái đây gọi là cái gì chú hả? Đây là cái gì? Cái nhà mồ đây là gồm có hai cái huyệt. Người gọi cái huyệt đúng không ta? Người ta gọi là một cái gì đó? Nhà huyệt, đúng rồi. Cái nhà mồ này có hai cái nhà huyệt ha. Hai cái nhà huyệt. Hai cái nhà huyệt. Dưới đây thì ông chú dùng để đựng ve chai rồi thôi chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà nhiều thứ có giá trị thì bị mất cắp hết. Do gần đây không có ngủ lại đây. Chú, đủ đồ hết này. Thùng xốp, chiếu.
Còn nhiều anh chị nói sợ thì đúng thiệt, sợ thiệt. Khu này nó thì khu này tất nhiên là không có sạch sẽ lắm rồi, nhưng mà được cái sợ ma quỷ thì ma quỷ thì sợ thì ai cũng sợ, nhưng mà ở mít nó quen anh chị. Thật sự xung quanh đây là mồ bốc đi rất nhiều, bốc mồ bớt đó. Mồ được bốc bớt đi rồi, bốc đi rồi đó, chứ lúc trước thì nhiều lắm. Nhưng mà ngủ thì ngủ, thế giới ta quen đâu có sợ gì đâu. Ban ngày họ làm, ban ngày họ chăm sóc mộ, chà rửa mộ thì còn sợ như thế đâu. Có một cái nơi mà che mưa che nắng thế này rất là quý với anh chị nha. Ở Sài Gòn khó mà kìm được một cái chỗ thế này lắm đó, không có dễ đâu. Rồi chiến đấu mãi rồi nói nhiều lắm thì họ mới trừ lại, họ không họ đập đó, chứ không là họ cũng đã đập rồi. Có cái chỗ này mưa nắng đỡ lắm, cắt đồ bữa trưa vô nghỉ mát, có đồ để đây đó. Và những người vô gia cư, những người cơ nhở cho họ ở nhờ cũng được. Và rất tiếc cái này thì chắc cũng sẽ bị đập trong thời gian tới thôi, chứ cũng không có để lại được. Có chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm sáng nay là cái gì anh chị? Rất bất ngờ quá. Cái giấy này mấy trăm ngàn ký chú? Ngàn mấy ký hả? Tiền anh chị, tiền âm phủ nè đó, tiền hồi nhỏ mình thấy người ta rã qua đường á, mình đụng vô người ta nói là xui á, mà biết phải không nữa, nói đụng vô mấy cái thứ này là xui nè, không biết là sao hồi nhỏ đó nha. Tiền giấy của cái sơn ở đâu ra nhiều vậy ta? Cái sơn là sơn mộ rồi quá. Nó sơn trong lò. Sơn trong lò. Đâu trong lò là nó đổ rác lụm. Giấy nè. Cái giấy này ngàn mấy một ký đó anh chị, ngàn mấy một ký nha. Cây đu đủ chú lấy được cái hái được trái nào chưa? À, chú đủ rồi kia kìa. Sao? Cái đu đủ đó chú hái được trái nào không? Không, không hái. Của mấy kia hết hả? Ăn vô rồi bẻ thôi chứ mình cũng bẻ. Chú thấy già già rồi, được chú hái đi một hai trái đi. Đó, cuộc sống của người nghèo như vậy anh chị, nói chung là không ăn cắp ăn trộm gì của ai thôi. Mình lượm những cái thứ này không phạm pháp không gì cả, nói chung là làm bằng công sức mình thôi, lượm bao nhiêu bán bao nhiêu nhận bao nhiêu tiền thôi đó. Tôi là từ cái ngày mà đi bộ đội tới giờ là lội về tới giờ luôn đó, là ở phường là nó không có nhìn ngó tới mình đó. Lúc mà đi á, lúc chưa đi á, nó hay lắm. Nói đi về rồi về á, nó lo công an việc làm cho. Đéo má mình về rồi, nó lờ quăng luôn, mất xác luôn, tới giờ luôn á, không có ngó tới. Hồi chú đi Campuchia mấy năm? Đi nghe Campuchia gần 4 năm. Gần 4 năm, đủ sống sót trở về may mắn anh chị. Bây giờ bên đó có nhiều cái đợt mà qua bốc mộ chú, vô danh á. Trời, nhìn thấy tội lắm, mà chết bên đó đâu có vô danh mà bộ đội mình á. Những video đó coi mà rớt nước mắt á. Bây giờ mà ông chú còn trở về Việt Nam được, chiến đấu 4 năm mà trở về Việt Nam được là một cái may mắn. À, bên nước bạn thì đó nó cho nó gửi cho nhà nước mình á. À, không biết thằng được nhiêu không biết, mà cái chừng mà vừa tới mình nó là chưa tới 4 triệu. Lâu chưa, mấy năm rồi? Lâu rồi. Chiến trường cái bảo hiểm,
cấp cho bảo hiểm y tế cấp, từ ngày mà cấp tới giờ là tôi đâu có đi đi khám. Bảo hiểm y tế đó. Dạ. Nếu đi đúng tiếng thì là mới không đúng tiền, không đúng tiền xuống dưới cấp mấy viên thuốc tây, mấy viên thuốc dởm nó rồi đi về, chứ đâu có làm gì. Dạ, bệnh y tế mà. Ở nhà đi khám nhà luôn, không không tư luôn. Khỏi công xa. Cấp thì có vậy. Cuộc sống của một à, nhưng mà cuộc sống của chú là do gọi là đổ vỡ hôn nhân chứ không, giờ chú còn tốt rồi chứ. Nói chung tại vì chú đổ vỡ trong hôn nhân thôi chứ. Nói chung đất đai cũng nhiều lắm nhưng mà rồi cái nó bán nó phá riết cái vụ tàn luôn á. Sức khỏe của ông chú này tốt quá mà, thấy không? Giờ đây có cái cây đu đủ nè, đó đu đủ cái đó mà ông chú cũng không hái luôn, nó cũng người ta mà. Thấy không? Đó, nó cũng người ta đó, trái đó chín đó. Nó chú hai mấy trái xuống ăn đi, không chịu hái luôn. Để người ngoài hoài, để người bên ngoài vào hái. Nó cuộc sống chỉ làm bao nhiêu ăn bao nhiêu thôi. Lộn ve chai, đập sắt. Ngày hôm nay được 100 ngàn không chú? Hôm nay đâu có làm gì đâu. Hôm nay 100 ngàn là may rồi ha. Hay cũng được cỡ 100 ngàn, tại vì chai giấy được mớ. Nếu 100 ngàn đủ, hôm nay chú hút thuốc thì ăn không đâu hết, được 70 ngàn rồi. 100 ngàn là hôm nay đủ ăn uống à. Nói chung là ở trong khu nghĩa trang này có nhiều việc để làm lắm anh chị, mà quan trọng có sức để làm hay không à. Nếu còn bây giờ mà cái vác búa đó kia đập sắt rồi đó cũng có tiền nhiều lắm, nhưng mà đập thì một tuần đập mấy ngày thôi chứ không thể là ngày nào cũng đập cả, không đủ sức để đập. Chứ còn cái gì đây không? Còn giấy đồ bán luôn đi. Hết rồi. Chú có cái rổ bự nè, chú để làm gì mà không bán luôn. Rổ này bể rồi mà. Cái rổ này giờ bán ve chai chứ để làm gì nữa. Thì chú gom cho bán hết luôn, chú còn cái gì bán luôn đi chứ. Lâu lâu sẵn người ta vô rồi chú gom bán luôn. Rồi, lần này thì mình trả lời câu hỏi cho anh chị rằng là ở trong đây có sợ hay không ha. Thì nói chung là chỉ sợ người sống thôi anh chị ạ. À. Sợ người sống thôi, người sống vào nó ở nhờ, xong rồi nó xả, nó không dọn. Rồi nó vào nó thấy có cái gì giá trị nó lấy đi thôi. Nói chung sợ nhất người sống anh chị ơi. Ở đây chưa bao giờ sợ người chết cả. Nói chung là cũng sợ đó nhưng mà mình không đụng gì đến họ được rồi. Không xúc phạm, không chà đạp, không chửi bới, không tè, không ị. Rồi không gì lên họ được rồi. Đó đó là mình sống đúng là được rồi, mà không làm hại đến ai là được. Nhưng mà sợ là sợ người sống anh chị ơi. Sợ người sống thôi chứ còn không sợ người chết nha. Đây, này là mình lượm trong này là lượm trong những bô rác của lò thiêu đưa ra đó anh chị. Trong này mát lắm chị nha. Cái cây này nó mọc mà lên nó tốt ha. Cây chân cá nó mùa mưa nữa là mát lắm luôn á. Trong đây nó thì nói chung là ẩm ướt, nó ẩm nó không có sạch thôi chứ còn mát thì mát rất là mát đó.
Hôm nay còn gì mang ra bán luôn chứ không thôi để mắc anh chị ơi. Còn gì là mang ra bán luôn chứ không thôi là mắc hết. Cái này tối qua anh không lấy à, nó mấy vừa trước nó không lấy à, mới lượm này, chú mới lượm này. Giấu đó mới còn nữa chứ. À dạ. Giấu mới còn anh chị, không thôi là chắc cũng mắc rồi. Mấy cái này giấu mới còn nha, chứ không thôi là nó còn vô nó vác đi hết rồi. Anh chị biết mà, nghiện lên cơn nghiện là coi như là ông bà, gia đình, cha mẹ cũng chém, huống chi mấy cái này có gì đâu mà nó sợ. Mình mà bắt gặp nó thì nó chỉ trả lại cho mình thôi chứ có gì đâu. Cho nên là nó cứ lấy. Nó lấy mà mình thấy được thì nó trả lại cho mình xong cái đi thôi. Rồi, đây là một cái nhà mồ nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái đoạn video này nha. Rồi, cảm ơn anh chị, chúc anh chị và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc anh chị nha.